Thượng tọa Thích Tâm Hiền là MC dẫn chương trình cho đại hội. Đặc biệt, chúng con thành kính giới thiệu Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Như Minh, trưởng ban tổ chức đại lễ Đức Phật Thích Ca Thành Đạo và đại lễ khoáng đài kỳ 1 của Giáo hội Phật giáo Liên hữu Mỹ Việt. Xin công kính giới thiệu Hòa Thượng và xin quý vị cho một đàn vỗ tay thật lớn để công đón Hòa Thượng. Hòa Thượng Thích Như Minh, trưởng ban tổ chức, tuyên bố khai mạc chương trình mừng Ngài Đức Phật Thành Đạo và Đại hội Khoáng Đại lần thứ nhất. Ban tổ chức đại lễ Đức Phật Thành Đạo và Đại hội Khoáng Đại kỳ thứ nhất hân hoan cung nghinh chư tôn Hòa Thượng giáo phẩm, chư tôn Hòa Thượng Thượng tọa Đại Đức Tăng Ninh, vinh hạnh chào mừng quý quan khách, quý vị dân cử, quý hội đoàn, quý nhân sĩ tri thức, quý cơ quan truyền thông báo chí, quý đồng bào Phật tử đã đến tham dự ngày đại lễ tại Anaheim Convention Center của thành phố xinh đẹp Anaheim. Sự hiện diện của chư tôn đức và quý vị hôm nay là một niềm vui vô cùng cho ban tổ chức. Đó là đạo tình và sự ưu ái mà quý vị dành cho tăng ni trên con đường bằng dương chánh pháp khắp 50 tiểu bang tại Hoa Kỳ. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, hoằng pháp đời sanh là bản hồi của Đức Phật mà lịch đại tổ sư đã truyền ngọn đèn chánh pháp cho đến tận ngày hôm nay để Phật pháp mãi mãi được lưu truyền. Kể từ năm 1966, khi Đại sư Thích Thiên Ân là vị tăng sĩ Việt Nam đạt được tiến sĩ văn học tại Đại học Osada của Nhật Bản, trở về nước trở thành vị khoa trưởng Phật khoa Đại học Phạn Hạnh, giáo sư Đại học Văn khoa Sài Gòn, Đại học Huế, đã sang Hoa Kỳ giảng dạy triết học Phật giáo tại Đại học UCLA theo lời mời của Cơ quan Văn hóa Á Châu Liên Hiệp Quốc và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đã truyền Phật giáo Việt Nam vào Hoa Kỳ. Sau đó thành lập Trung tâm Thuyền Phật giáo Quốc tế và tiếp độ những người trí thức Mỹ bản xứ trở thành những tu sĩ người Mỹ theo truyền thống Phật giáo Việt Nam. Từ đó Phật giáo Việt Nam đã đơm hoa kết trái trên mảnh đất này. Kể từ biến cố lịch sử của Việt Nam năm 1975, khi người dân Việt Nam ly hương đến tị nạn định cư ở Hoa Kỳ, đã trải qua 45 năm thì Phật giáo Việt Nam đã phát triển sâu rộng trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Nơi nào có người Phật tử Việt Nam thì nơi đó có ngôi chùa với vẻ đẹp truyền thống Việt Nam. Những ngôi chùa Việt Nam là những trung tâm Phật giáo để người Phật tử có thể đến lễ Phật, tu tập và giữ gìn những tinh hoa truyền thống văn hóa dân tộc và tiếng Việt. Ngày nay chư tăng ni Việt Nam và chư tăng ni nhiều sắc dân khác tại Hoa Kỳ cũng cùng hành nguyện cao cả là đem giáo lý lời dạy về lòng từ bi và trí tuệ của Đức Phật đem đến cho cộng đồng Phật tử thực hành để được an lạc và hạnh phúc cho cá nhân, cho gia đình và cho xã hội. Chính vì sứ mệnh hằng pháp lời sanh của chư tăng ni Việt Nam và các nước ở Hoa Kỳ, Giáo hội Phật giáo Liên hữu Mỹ Việt, tên tiếng Mỹ là Việt Nam America Fellowship Buddhist Sangha, được thành lập vào đầu năm 2019, là một tổ chức tôn giáo phi lợi nhuận với hơn 100 vị tăng ni Việt Mỹ cùng hành hoạt Phật sự ở Hoa Kỳ và Phật giáo quốc tế. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị, những gì mà người Phật tử Phật giáo Việt Nam thành tựu trong 45
năm qua, từ khi ngôi chùa Việt Nam đầu tiên ở thành phố Los Angeles có mặt với danh xưng Chùa Phật Giáo Việt Nam. Đây là ngôi chùa mà trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiên Ân sáng lập năm 1975. Và đến năm 1978 thì trưởng lão Hòa Thượng Tích Mạng Giác vượt biên đến Hoa Kỳ cùng làm Phật sự. Đã có nhiều tăng ni hoặc là những vị đi du học ở các nước từ trước năm 1975 mà không về nước được, hoặc từ trong nước vượt biển qua đảo tị nạn được trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiên Ân bảo lãnh sang Hoa Kỳ. Khi đến Hoa Kỳ, trước tiên đều trú ngụ tại ngôi chùa mang tính chất lịch sử này để tu học và hành pháp. Rồi sau đó, những vị tăng sĩ ở đây ra thành lập nhiều đạo tràng, trung tâm từ viện Phật giáo để đáp ứng nhu cầu tu học của đông đảo Phật tử. Do vậy, chùa Việt Nam được xem như là cái nôi Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ nhận thấy qua sự triển lãm 45 năm báo chí Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ với hơn 160 tạp chí do chùa Việt Nam sưu tập, thì chúng ta cũng sẽ thấy được chư tôn đức tăng ni và Phật tử từ buổi ban đầu khi bước chân đến Hoa Kỳ đến nay đã cống hiến và phục vụ cho Phật pháp và cho cộng đồng xã hội tại Hoa Kỳ là như thế nào. Kế tiếp, chúng ta cũng nhìn thấy những ngôi chùa mang vẻ đẹp kiến trúc truyền thống ngôi chùa Việt Nam của hơn 80 bức hình chùa khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ do nhiếp ảnh gia giáo sư Võ Văn Tường là tác giả được triển lãm trong đại hội. Qua đó, ta có cảm nhận được tinh thần hộ pháp và hằng pháp của người Phật tử Việt Nam suốt chiều dài lịch sử 45 năm ở Hoa Kỳ là đáng xứng tụng, tán dương. Mảng triển lãm khác trong ngày đại hội hôm nay về những bức tranh thị mạc tuyệt vời của tác giả họa sĩ Lư Tổng Đạo. Người họa sĩ Phật tử Việt gốc Hoa này là một trong 4 danh họa được giới nghệ thuật tôn xưng danh hiệu Tứ Đại Thiên Vương khi còn ở Việt Nam. Tranh đẹp nét thiền của nhà Phật được các nhà sưu tập tranh ở châu Á ưa chuộng qua các phòng triển lãm ở các nước từ trước đến nay. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị, đại lễ thành đạo và đại hội giáo hội Phật giáo Liên hữu Mỹ Việt được tổ chức long trọng trong tuần cuối năm để đón năm mừng năm mới về. Ngày thành đạo, người Phật tử tôn kính Đức Phật là vị đã chứng đạo quả vô thường, chánh đẳng, chánh giác và giảng dạy chân lý đó cho mọi tầng lớp dân chúng trong suốt 49 năm thuyết pháp đồ sanh khi xưa. Suốt 26 thế kỷ qua, lời dạy về từ bi và trí tuệ của Đức Phật vẫn thiết thực và thành niềm cảm hứng cho những công trình kỳ vĩ ở thế gian này, như trong lời kinh buổi sáng: đem tâm nguyện phụng sự khắp cùng, ấy mới gọi là báo Phật ân đức. Cung thịnh Thế Tôn vì chứng minh trong đời năm trượt, con vào trước như một chúng sanh chưa thành Phật, con nguyện chưa thể nhập Niết Bàn. Đây là lời thề nguyện của chư tôn đức tăng ni trong giáo hội Phật giáo Liên hữu Mỹ Việt. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc. Trân trọng kính tri ân chư tôn đức và chư liệt quý vị.